Xin chào tất cả các mẹ, xin tự giới thiệu, mình là nữ hồ sinh Nguyễn Thị Giang, hiện nay đang công tác tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. Công việc của mình hàng ngày là chăm sóc mẹ và các bé sau khi sinh. Mình thấy hiện nay các mẹ đang rất là quan tâm đến vấn đề chăm sóc vết mổ tại nhà. Vậy thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các mẹ cách vệ sinh vết mổ tại nhà như thế nào cho đúng cách để giảm thiểu những biến chứng. Như các mẹ đã biết, trong thời gian nằm viện, vết mổ của các mẹ sẽ được các cô điều dưỡng chăm sóc, vệ sinh hàng ngày. Nhưng ngay sau khi về nhà, chúng ta sẽ cần phải vệ sinh vết mổ đúng cách để tránh hiện tượng nhiễm trùng. Vậy thì để vệ sinh vết mổ tại nhà, các mẹ cần phải chuẩn bị những gì? Trước khi vệ sinh vết mổ thì em cần rửa tay sạch bằng xà bông. Sau đấy mình sẽ cần chuẩn bị. Thứ nhất là găng tay sạch, bông đào vô khuẩn, Betadine và một phần trăm. Sau khi rửa tay bằng xà bông, em sẽ chuẩn bị dụng cụ nhé. Mình sẽ mở bông gói gạc. Em mở nó Betadine. Sau đó em sẽ rót trực tiếp Betadine vào trong bông gói gạc này. Trong khi rót, chú ý làm sao đừng để Betadine, cái miệng của cái lọ Betadine này nó chạm vào cái thành xung quanh của cái gói gạc. Khi chuẩn bị dụng cụ xong, em sẽ dùng tay cầm trực tiếp lên miếng bông gạc và sát trùng lên vết mổ. Chú ý cái tay của mình cầm miếng bông gạc thì chỉ cầm vào một góc thôi. Miếng gạc đầu tiên mình sẽ sát khuẩn trực tiếp lên trên vết mổ, kéo từ 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 mép vết mổ bên này sang mép vết mổ bên kia theo một chiều, không di đi di lại. Tiếp theo mình sẽ sát khuẩn vị trí mép trên của vết mổ. Miếng gạc tiếp theo mình sẽ sát khuẩn vị trí mép dưới vết mổ. Nếu như mà sát khuẩn đến những miếng bông gạc cuối mà nó không thấm đủ Betadine thì lúc này em sẽ rót thêm Betadine vào nhé. Mình sẽ cho thêm Betadine vào đây để làm sao đảm bảo được cái miếng gạc cuối này cùng này nó sẽ thấm đẫm Betadine để tạo thành một lớp màng phủ vết mổ của em. Em có thể lặp lại 1 đến 2 lần như thế nữa để đến khi vết mổ thật sạch thì thôi nhé. Các mẹ chú ý vệ sinh vết mổ từ 7 đến 10 ngày. Sau 10 ngày, các mẹ sẽ không dùng Betadine để vệ sinh vết mổ nữa. Tắm xong, các mẹ chỉ cần thấm khô bằng khăn sạch. Bởi vì trong quá trình này, vết mổ của chúng ta đang lên tổ chức hàn để liền sẹo. Nếu như dùng Betadine kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến việc liền sẹo của vết thương. Nếu như có chỉ định bôi kem chống sẹo của bác sĩ, thì chờ Betadine khô trong vòng 3 đến 5 phút, các mẹ sẽ bôi kem chống sẹo và mặc quần áo trở lại bình thường. Trong quá trình chăm sóc vết mổ, các mẹ cần chú ý, nếu như vết mổ của mình sưng nề, tấy đỏ, chảy dịch, chảy mủ hoặc có hiện tượng sốt, lúc này các mẹ sẽ cần phải khám lại ngay hoặc liên hệ trực tiếp với bác sĩ điều trị của mình. Việc vệ sinh vết mổ tại nhà đúng cách rất là quan trọng. Nếu như vệ sinh vết mổ không đúng cách, có vết mổ chúng ta có thể bị nhiễm trùng, sưng nề, tấy đỏ. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ, ảnh hưởng đến việc tiết sữa của mẹ. Thậm chí mẹ sẽ không có nhiều thời gian để chăm sóc em bé của mình. Nếu như vết mổ bị nhiễm trùng, các mẹ có thể phải quay trở lại bệnh viện để điều trị, làm hao tốn tiền bạc và thời gian của các mẹ. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.